Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Rinko TV. Rất vui ngày hôm nay được gặp lại các bạn với video clip tiếp theo. Và video này đánh dấu một cái niềm vui mới của mình, đó chính là mình đã nhận được 500 lượt đăng ký của tất cả các bạn. Coi như chúng ta đã có 500, một cộng đồng gồm 500 người, những người đã yêu thương kênh Rinko TV. Ngày hôm nay các bạn đã đăng ký và theo dõi kênh của Rinko TV. Rất là vui khi nhận được con số này, một con số rất là đẹp đúng không các bạn? 500 lượt đăng ký. Và trong thời gian qua mình cảm ơn tất cả các bạn đã yêu thương và dành cho kênh của Rinko những cái lượt thích, những cái lượt bình luận và những cái lượt like, những lượt chia sẻ của tất cả các bạn. Đó chính là động lực để Rinko tiếp tục làm những video clip tiếp theo cùng với con dao huyền thoại này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi, ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn một cái kinh nghiệm nữa. Đó là kinh nghiệm chúng ta chọn các loại bao đàn organ hoặc là piano điện hay là MIDI controller khi trong tay các bạn đã có những nhạc cụ này. Vì nó đóng một vai trò rất là quan trọng khi các bạn bảo quản, bảo vệ đứa con cưng của mình đi theo cùng năm tháng, đặc biệt là những ca sĩ hay là nhạc sĩ. Thì 7 điểm các bạn cần phải lưu ý trước khi mua các loại bao đàn các bạn nhé. Đầu tiên, các bạn phải xác định cho mình rõ kích thước đàn của bạn là như thế nào. Đàn thì nó có nhiều loại đàn, nó có đàn 49 phím, đàn 76 phím, đàn 61 phím hay là đàn 88 phím. Các bạn phải xác định rõ cho mình. Các bạn sẽ phải đo chính xác kích thước dài, rộng và cao với độ rơ khoảng tầm 3 cm. Và cái thứ hai các bạn cần phải chú ý đó chính là chất liệu. Nó có thể là da, vải, nó là loại dày hay là loại mỏng, nó có bao nhiêu lớp, nó có thể là 3 lớp hoặc là 5 lớp. Và khi các bạn chọn loại có chất liệu bông ở phía trong thì nó sẽ thoáng khí hơn và nó êm cái vai của bạn khi các bạn sử dụng hơn. Điểm thứ ba các bạn cần phải chú ý đó chính là khả năng chống nước. Khi các bạn sử dụng cây đàn của mình, các bạn đi mang đi ra ngoài, các bạn đi chơi, tham gia những cái show diễn hay là các bạn đi du lịch, thì các bạn phải đảm bảo rằng cái bao đàn của bạn có khả năng chống thấm nước. Đó là một cái điều rất quan trọng khi các bạn lựa chọn cái bao đàn. Cái thứ tư, các bạn phải chú ý đến cái loại dây kéo mà cái bao đàn này nó được sử dụng. Vì dây kéo nếu như nó bị hư thì coi như có thể hư luôn cái bao đàn của mình. Và điểm thứ năm đó chính là miếng đế chống sốc, chống mòn khi các bạn dựng đứng cây đàn lên. Điểm thứ sáu đó chính là mẫu mã. Cái này thì đơn giản thôi, các bạn cứ thấy đẹp là các bạn mua thôi. Và điểm thứ bảy cuối cùng đó chính là giá cả. Giá cả thì càng rẻ càng tốt, nhưng nó phải đảm bảo được các yếu tố đây thì các bạn cứ quất thật. Hôm nay mình sẽ minh họa cho các bạn xem hai cái mẫu loại bao đàn mình vừa mới mua được. Cái thứ nhất, bao đàn MIDI controller 61 phím. Và cái loại thứ hai đó chính là MIDI controller 88 phím. Thì loại này có kích thước là 136 cm chiều dài, 33 cm chiều rộng và 17 cm cho độ dày của cái bao đàn này. Thì thông thường nó sẽ là theo kích thước chúng ta tính theo là 61 phím hoặc là 88 phím. Tuy nhiên, đối với đàn organ hay là piano điện thì các bạn cần phải đo kích thước cho nó cụ thể. Từ đó các bạn sẽ chọn cái loại bao đàn cho nó phù hợp các bạn nhé. Bởi vì nó sẽ có độ rơ dựa vào cái mẫu mã, cái đời hay là cái model của cái loại organ hay là piano điện. Các bạn lưu ý giúp cho mình chỗ này nha. Rồi bây giờ mình sẽ mở hộp cái này cho các bạn xem. Đẹp quá các bạn ơi. Mình sẽ qua cái này trước. Cái này trước các bạn nha. Đây. Cái này 61 phím này. Còn cái này xem, cái này 88 phím rồi, cái màu đỏ dài 88 phím. Nó dài lắm các bạn. Mình sẽ review cái này trước nha. Cái này chúng ta sẽ xem trước nha các bạn. Ok.
Đây, 61 phím các bạn. À, kích thước của nó là chiều dài là 102. Đây các bạn, chiều dài 102 cm. Chiều rộng, đây là chiều rộng 42 cm, và cái độ dài của nó, cái độ dài của nó là 15 cm các bạn. Độ dài 15 cm, đây độ dài đây. Thì tổng khối lượng của nó là 0,92 kg. Và này được làm từ vải chấm thấm 600D. Nó rất là thoáng khí và chống mồn và xước. Ở phía trong này thì nó có một cái lớp lớp bông các bạn này. Ở trong này này có một cái lớp bông. Nó có một cái túi ở phía trước này các bạn này. Đây, một cái túi ở phía trước. À, cái túi này thì có dung tích khá là lớn nữa các bạn. Các bạn có thể bỏ được sách, hay là nhạc, đĩa, hay là các phụ kiện đi kèm, bỏ vào trong này được hết này. Dây kéo thì được thiết kế là dây kéo chất lượng cao các bạn nha. Đây các bạn, dây kéo 2 chiều. Đây các bạn, dây kéo 2 chiều. Khá là mượt. Thanh trượt này nó chống ăn mòn, nó dễ kéo và nó khá là trơn tru. Nó rất trơn tru các bạn. Dây cầm thì thoải mái. Đây. Đây phía sau này chúng ta có dây đeo vai. Đây các bạn, dây đeo vai đây. Đây, đây là hai cái quai chúng ta đeo vào này. Dây đeo vai được làm bằng cô tông các bạn, có thể điều chỉnh được bằng cái khóa ở đây. Cho nên nó sẽ phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng của các đối tượng khách khác nhau. Khá là dài. Đây, cái này rất là dài ha. Rụt thì trong này có rụt bông này, cho nên nó tạo ra sự thoải mái và thoáng khí khi các bạn đeo vai. Ở dưới này nó có hai cái miếng chống sốc các bạn, và nó chống mài mòn khi các bạn dựng cái đàn của mình. Thì thiết kế cũng khá là trẻ trung các bạn nha. Màu sắc cũng đẹp và nó tràn đầy năng lượng đúng không ạ? Rồi cuối cùng về giá thì cái này mình mua với giá là 129.000. Tuy nhiên hàng này mình mua xong là nó hết luôn các bạn, nó hết hàng rồi. Thì mình cũng sẽ giới thiệu cho các bạn một cái chỗ mua khác. Nhưng mà cái mẫu này thì nó hết rồi, nó còn các cái mẫu khác thì cái chất lượng nó cũng tương đương. Thì mình có để cái link ở dưới đoạn mô tả, các bạn có thể xem và tham khảo thêm. Nếu ok thì các bạn có thể mua. Rồi, tiếp theo sẽ là cái bao đàn MIDI controller 88 phím của mình. Cái này thì nó dài hơn các bạn. Loại này là chiều dài nó lên đến là 136 cm, chiều rộng là 33 cm các bạn. Và cái độ dài của nó, độ dài là cái này đó các bạn, độ dài thì nó là 17 cm. Tổng trọng lượng của nó là 1.3 kg. Đây các bạn, sản phẩm này thì nó không có cái bông chỗ cái dây đeo vai. Chất liệu của nó thì nó cũng là chất liệu vải chống thấm nước các bạn nhé. Thiết kế dây kéo thì ở đây nó có dây kéo cũng là dây kéo 2 chiều, trượt cũng khá là mượt các bạn. Túi thì nó có, riêng cái này thì nó có tới 2 túi các bạn, một cái ở đây và một cái ở đây. Đó. Ở đây nó cũng có cái đế chống sốc các bạn này. Đây các bạn xem này, cái đầu nhọn bằng cao su hết. Nếu như các bạn có nhu cầu mua thì các bạn có thể xem cái link mô tả ở phía bên dưới, các bạn tham khảo trước nha. Cái loại này thì mình có link mô tả cùng cái loại 61 phím khi nãy thì nó lại không còn cái mẫu đó, nhưng nó vẫn có những cái mẫu khác và cái chất lượng thì nó cũng tương đương. Thì được thì các bạn có thể mua qua cái link tham khảo phía bên dưới của mình các bạn nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo. Và đừng quên like, subscribe và chia sẻ cái kênh của mình các bạn nhé. Xin chào, bye bye.